liên quan việc phát hiện xác một con voi rừng đang phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc tại tiểu khu 33 thuộc xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 18 tháng 7. Ông Lê Ngọc Danh, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn cho biết, sau khi được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng ngày 17 tháng 8, lực lượng chức năng phối hợp với chủ rừng đã tổ chức xử lý tiêu hủy, trùng lấp xác voi này. Theo đó, lực lượng chức năng đã thiêu sát vôi thành tro sau đó xử lý chôn lấp tại chỗ đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường